là quầy bánh kem. Chỉ là một góc nhỏ tại hội chợ, trong cái khu hội chợ Chợ Vạm, muốn ngon các nước thôi. Của Cù Ngữ. Thì chú ơi, cho con hỏi là chú tên gì ạ? Chú tên Long. Thì chú Long ơi, là cả gia đình mình đều bán bánh kem hết. Không anh, cái này đúng là chỉ do có một hai người thôi, còn chủ yếu chúng tôi đi làm. Dạ. Phụ gia đình thêm. Tức là bình thường là mọi người có công việc, nhưng mà cái lễ hội này là mình tới mình quảng bá cái bánh này là gia truyền của gia đình mình thôi. Là mình đang rảnh cuối tuần nên mình ra đây mình phụ. Đúng rồi. Cù Ngữ ạ. Ơi, cho con hỏi là ngoài tên gì ạ? À, tên là Lê Thị Ngữ. Lê Thị Ngữ ạ. Ngữ Lê Thị Ngữ ạ, là Ngữ Văn ạ. Ngữ Văn. Là mình làm cái bánh kem này là ba đời rồi hả ngoại ngữ? Tức là từ cái thời mẹ chồng tôi dạ. Nhưng mà bình thường nếu mà không có hội chợ thì mình bán bánh kem này ở đâu ngoại? Đó là 70 cô Giang. 70 cô Giang. Phú Nhuận. Dạ. Lấy cái nguyên liệu của cái bánh này là làm bằng từ gì ngoài, có thể nói sơ sơ con ạ? Bằng gạo nếp với đậu xanh thôi. Dạ. Với đường. Dạ. Thật thà hết, không có một cái gì là pha phách gì hết đó. Là tính ra bây giờ mà bán 3 đời thì mình bán được bao nhiêu năm, khoảng bao nhiêu năm ngoại ngữ hả? 100 năm rồi. Khoảng 100 năm. Là mình vô Sài Gòn từ giờ đầu những năm bao nhiêu? Năm 54. Bột trắng trắng thì cái thành phần nó nôm na là gì, có thể nói sơ lược không? Chỉ có nếp thôi, không có gì khác lạ. Là nếp thôi, với đường, với lại... Dạ. Yeah. Đây, sẽ được vuông thành những cái cục tròn này. Và bên đây ngoại ngữ sẽ lấy đậu xanh. Đậu xanh chỉ có đậu xanh với đường thôi chứ không có cái gì khác. Tròn để bánh lại. Đây là... con hay là cháu gì của cụ chủ đây đang nhào bột, là cái công đoạn đầu tiên. Đây là con dâu, bác con trai của cụ là đang chiên bánh cam. Và ngoài kia là những cái du khách nước ngoài và những người khách hiếu kỳ đang xem cái món bánh cam rất là đơn giản của người Việt Nam mình. Con dâu của cụ Ngữ đang lăn những cái bánh bằng bột cho tròn đều và rắc mè lên để cho mè nó dính đều trên những cái bánh. Ngoại ngữ ơi, năm nay là ngoại ngữ được bao nhiêu tuổi rồi ạ? 87 tuổi ạ. Là anh Long, chú Long là con của ngoại là bao nhiêu tuổi rồi ạ? 60. Thank you.
form? Hong Kong. Yeah? From Hong Kong. Hong Kong. Yeah. China? Yeah. Yeah. Can you eat and smell? Can you say it? Can you say it? Can you say it? In front of the camera? Yeah. Một bạn đến từ Hồng Kông đang thử ăn cái bánh kem của Việt Nam mình. Một cái mẻ bánh ấy thường thường là mình chiên trong vòng bao nhiêu phút ạ? Thì 5 đến 7 phút. Là 8 tới 7 phút. 5 đến 7 phút. 5 đến 7 phút. Là mỗi ngày là cụ Ngữ làm khoảng bao nhiêu kg bột để bán ở đường ở nhà? Ở nhà bán Chú Long à? Bán 2 3 kg thôi. Dạ, mỗi ngày bán khoảng 2 3 kg bột thôi. Chứ còn thằng em Lăng dễ đổi một anh tại kia để gì à? Ghé mua ủng hộ vì tò mò.